Xin chào các bạn nhỏ. Đây là công viên và hôm nay mình đang dẫn Tuệ Nhi và bé Miêu hai đứa đi công viên chơi. Hiện tại hai đứa ở đâu thì mình không thấy nữa. À, hai đứa đang chơi ở đây à? Nào, hai đứa chào các bạn chưa? Hai đứa đã mua vé chưa? Con không cần mua vé. Trời ơi, không mua vé chơi người ta bắt lại sao? Mấy ông bảo vệ, mấy ông bắt lại đấy. Nhưng mà con không cần mua vé, con đã xin chú của con rồi. Chú nào? Chú gì cũng được. Chú Anh. Chú Anh là chú nào? Chú Anh.